Ok, hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club cũng như là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính. Thì trước khi bước vào cái nội dung của video ngày hôm nay thì mọi người nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh cũng như là thả giúp cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video nha. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vậy là một lần nữa thị trường chúng ta đã quay trở lại và vượt được cái mốc 1200. Nhưng cái mốc 1200 này theo đồ thị phân tích kỹ thuật Ichimoku thì bản chất nó không phải là một cái vùng kháng cự quá cứng. Nó chỉ là một cái điểm số chẵn và đó là một cái mức kháng cự tâm lý thôi. Và cái mức kháng cự đúng chuẩn theo cái đồ thị phân tích kỹ thuật đó chính là cái mốc là 1205. Và cái mốc 1205 này sẽ được test lại vào cái phiên giao dịch ngày mai. Và cái vùng hỗ trợ hiện tại của chúng ta trong ngắn hạn rất là cứng đó chính là 1196, 1197. Đây là cái vùng kháng cự rất là cứng ở trong ngắn hạn và đã được vượt qua trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, cho nên cái vùng 1196, 1197 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ rất là cứng cho những cái phiên giao dịch sắp tới. Vậy thì cái phiên giao dịch ngày mai sẽ là một cái phiên giao dịch rất là quan trọng để xác định xem rằng là thị trường nó đã chính thức đảo chiều và kết thúc một cái nhịp điều chỉnh để quay trở lại một cái xu hướng tăng hay chưa. Hai cái phiên giao dịch hôm nay là một cái phiên giao dịch bull trap đó, để cuốn nhà đầu tư vào, dụ nhà đầu tư vào, sau đó lại tiếp tục điều chỉnh. Thì cái phiên ngày mai sẽ là một cái phiên rất là quan trọng, đặc biệt là vào buổi sáng hoặc thậm chí là vào đầu giờ chiều. Ok Hani, thì trong cái phiên giao dịch ngày mai thì cái vùng hỗ trợ 1196, cái điểm nha anh chị, cái điểm 1196 sẽ là cái điểm mấu chốt nằm ở phía dưới và cái điểm 1205 là cái điểm mấu chốt nằm ở phía trên. Em không cần thị trường phải vượt qua được 1205 vào ngày mai. Cái điều duy nhất em cần đó chính là thị trường cần phải giữ được cái mốc 1196 nha anh chị, 1196 trong phiên giao dịch ngày mai, đặc biệt là hết buổi sáng và đâu đó là tầm khoảng từ 1 cho tới 2 giờ chiều. Thì nếu như thị trường chúng ta giữ được cái mốc 1196 cho tới sau 2 giờ ngày mai thì chúng ta có thể là mua vào cổ phiếu. Tại vì nếu như mà giữ được cái mốc 1196 cho tới 2 giờ ngày mai thì khi mà chúng ta mua vào cổ phiếu thì cái lượng cổ phiếu về thì khi mà cổ phiếu về vào ngày thứ năm sẽ đủ T cộng và chúng ta khả năng rất là cao là sẽ không có bị lỗ, thậm chí là chúng ta sẽ kiếm được vài phần trăm trước kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, thậm chí chúng ta có thể là nắm giữ qua lễ. Và nếu như cái phiên giao dịch ngày mai thị trường test lại thành công cái mốc 1196, 1197 thì khả năng rất là cao thị trường cũng sẽ xác nhận tạo đáy nha nhỉ, thị trường cũng sẽ xác nhận tạo đáy. Cái phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường đã chính thức vượt qua đóng nến trên đây, nhưng cái phiên ngày mai mới là cái phiên xác nhận, tại vì vẫn sẽ có khả năng thị trường bám cái mây này đi xuống kiểu như thế này, cho nên cái mốc 1196 sẽ là cái mốc cực kỳ quan trọng trước mắt. Thì ngày mai thị trường chúng ta sẽ có một cái nhịp bull lên test lại cái mốc là 1205 nha anh chị, 1203, 1204 cho tới 1205. Đó là cái vùng mà thị trường chúng ta sáng ngày mai sẽ test lại. Và chắc chắn với mọi người một điều rằng là khi mà lần đầu tiên bull lên test lại cái vùng cản ở trong khung tuần là một mốc 1205, chắc chắn là sẽ không vượt được. Cho nên thị trường nó sẽ có những cái nhịp test lại và cái nhịp test lại đó bắt buộc phải giữ được nằm ở trên được 1196. Còn nếu như mà thủng ngược lại 1196 thì khả năng rất là cao thị trường nó sẽ bám mây đi xuống nhanh vậy đó, nó sẽ bám mây và đi xuống. Còn nếu như mà thủng xuống á nhưng mà chui lại được theo cái hướng này, anh chị có thể thấy anh chị có thấy cái cổ mây ở đây không, nó có một cái vùng khe mây cổ mây ở đây nè. Trước mắt á là chúng ta có một cái cạnh mây ở đây đó, 1204 nè đúng không, và một cái vùng kháng cự trong khung tuần là 1205. Chúng ta kết hợp lại thì chúng ta có một cái vùng kháng cự là 1204, 1205 vào cái phiên giao dịch ngày mai. Thì khi mà chúng ta đó, cho nên là chúng ta đầu tiên là chúng ta xác định được cái vùng kháng cự thì sáng ngày mai với cái xung lực ở thời điểm hiện tại thì thị trường hoàn toàn có khả năng sẽ có một cái nhịp bull lên test lại cái vùng ở trên này, nhưng mà sau đó sẽ không vượt được. Tại vì sao? Tại vì anh chị thấy cái mức thanh khoản của cái phiên giao dịch ngày hôm nay nó vẫn ở một cái mức là tương đối yếu. Nhìn chung cái độ rộng thị trường tăng rất là tốt, 419 mã xanh, 90 mã giảm, và đặc biệt nhất á, là chủ yếu là kéo bởi những cái mã cổ phiếu trụ. Anh chị có thể thấy cái độ lan tỏa rất là tốt, nhưng mà trong những cái nhóm ngành nó có những cái độ phân hóa nhất định. Ví dụ như nhóm bất động sản thì có đất xanh rất là khỏe, nhóm chứng khoán thì ngày hôm nay có ORS rất là khỏe. Nhưng mà những cái mã cổ phiếu khác thuộc trong những cái nhóm đó, ví dụ nhóm bất động sản có những cái mã cổ phiếu như DIG hay là Phát Đạt á, nhìn chung là nó chỉ tăng được tầm khoảng từ 1 cho tới 2%, và các mã cổ phiếu chứng khoán khác cũng tương tự như vậy. Nghĩa là trong chính cái nhóm ngành đó đã có cái sự phân hóa rồi, cho nên em đánh giá là cái dòng tiền, cái lực cầu trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay nhìn chung là nó cũng chưa có quá tốt, cho nên là buổi sáng ngày mai chỉ đủ lực để hồi lên cái vùng là 1204 cho tới 1205, nhưng ngay sau đó sẽ có một cái nhịp test lại cái vùng ở phía dưới, hay mọi người hay nói có thể là test lại 1200, nhưng đối với em nó sẽ test lại cái mốc là 1196, 1197. Và nếu như mà nó thủng ngược lại 1197 á, thủng ngược lại 1196 á mà nó tích lũy lại được, giữ giữ được ở đây là gì, từ từ nha, test lại mà thủng xuống nè,
giữ giữ được ở đây này, xong nó xuyên cái cổ mây này đi qua là coi như thị trường chúng ta an toàn. Còn nếu như mà xuyên xuống mà quay trở về lại cái gap này luôn là tầm khoảng 1190 118x gì đó dưới này luôn là coi như thị trường nó sẽ bám mây và nó sẽ đi xuống. Là lúc này anh chị xác định giúp em luôn một điều rằng là thị trường nó sẽ quay về cái mốc ở phía dưới này, đó chính là 1171 nha anh chị, 1171. Nó sẽ có rất là nhiều trường hợp có thể xảy ra. Cái phiên ngày mai sẽ là một cái phiên rất là nhạy cảm và nó sẽ rất là quan trọng nha anh chị, nó sẽ rất là quan trọng. Còn nếu như thị trường hết phiên sáng và cho tới từ 1 cho tới 2 giờ đầu phiên chiều á, 1 tiếng đầu của phiên chiều vẫn neo giữ được ở trên này thì nó sẽ chính thức bước ra khỏi mây và chúng ta sẽ có một cái vùng mây rất là phẳng và dày ở đây để đỡ cổ phiếu, và chúng ta có thể là mua hàng vào phiên chiều luôn. Tại vì khi mà một cái vùng mây phẳng như thế này là bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 đúng không, để cho tới ngày 31 tháng 8 là dư sức hàng về, dư sức hàng về. Cho nên nếu như mà buổi chiều mà an toàn là chúng ta có thể mua hàng trong phiên chiều luôn, và cho tới cái ngày 31 tháng 8 là cái ngày hàng về, chúng ta vẫn sẽ tương đối là an toàn nha anh chị, chúng ta vẫn sẽ tương đối là an toàn. Cho nên là cái phiên sáng và cái phiên đầu giờ chiều, 1 tiếng đầu giờ chiều nó sẽ rất là quan trọng để xem rằng là thị trường nó có nằm giữ được ở trên 1196 hay không. Nếu như mà giữ được ở trên 1196 thì sau 2 giờ chúng ta có thể tìm kiếm những cái mã cổ phiếu để cho chúng ta mua, thì đó là về cái mặt phân tích kỹ thuật. Ok ha anh chị, rủi ro trên thị trường nó vẫn còn chứ không phải là không còn đâu nha anh chị. Anh chị cũng đã có được những cái bài học, có được những cái bài học rất là sâu sắc từ cái cú nãy con mèo chết trong cái nhịp vừa rồi. Cho nên lần này chúng ta phải thật sự là hết sức cẩn thận, tại vì thị trường chúng ta chưa hề xác nhận kết thúc một cái nhịp điều chỉnh. Nếu như trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay á, thanh khoản của thị trường nó cao hơn một chút xíu, nó bằng cỡ những cái phiên giao dịch như ngày 21 tháng 8 hay là ngày 22 tháng 8, thì thị trường chúng ta thì cái phiên ngày hôm nay sẽ là một cái phiên xác nhận kết thúc một cái nhịp điều chỉnh và chúng ta có thể mua hàng vào trong cái buổi sáng ngày mai khi mà thị trường có những cái nhịp test lại tầm loanh quanh là 1196, 1197 là chúng ta có thể mua lại ngay được luôn chứ không cần phải đợi tới chiều. Nhưng mà rất là tiếc thì ngày hôm nay là cái yếu tố về thanh khoản nó không có đạt yêu cầu, cho nên cái rủi ro cái phiên ngày hôm nay vẫn có khả năng vẫn sẽ là một cái phiên bull trap là hoàn toàn có căn cứ nên vậy, là hoàn toàn có cơ sở và hoàn toàn có căn cứ. Tại vì cái thanh khoản nó thấp như thế này cho nên rằng là hoàn toàn có khả năng cái nhịp ngày hôm nay vẫn có thể là sẽ là một cái nhịp bull trap, cho nên anh chị cần phải hết sức lưu ý và cẩn thận quan sát thật là kỹ thị trường, test đi test lại cái mốc 1196, 1197. Nếu như giữ ở trên đó thành công là chúng ta có thể mua. Ngày hôm nay thị trường chúng ta hội tụ đầy đủ những cái yếu tố, có thể là xác nhận một cái phiên, có thể là một cái phiên xác nhận kết thúc điều chỉnh đầu tiên, hở gáp vào đầu phiên. Đúng không anh? Ngày hôm qua trong cái video em có nói mà, hở gáp vào đầu phiên. Rồi số mã xanh áp đảo số mã đỏ, số mã xanh áp đảo số mã đỏ từ đầu phiên sáng cho tới hết phiên luôn. Đó là một cái tín hiệu rất là tốt nha anh chị, và có sự đồng lòng giữa các cái nhóm ngành, các hầu như tất cả các nhóm ngành hôm nay nó đều xanh hết đó. Chúng ta đầy đủ hội tụ những cái yếu tố đó nhưng thiếu cái duy nhất, đó chính là cái yếu tố về thanh khoản là chưa đạt điều kiện trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, cho nên phiên hôm nay không phải là phiên xác nhận kết thúc điều chỉnh. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa rằng là thị trường vẫn có nguy cơ, vẫn có rủi ro quay đầu ngược trở lại test thêm một cái nhịp nữa. Ok ha nè, và nhịp test này có thể là diễn ra trước lễ hoặc thậm chí có thể là diễn ra sau lễ là chuyện hết sức bình thường. Đó, nếu mà diễn ra sau lễ thì cái xác suất mà thị trường nó quay về lại cái vùng dưới 1150 á là gần như không có. Nha nè, gần như là không có. Đó, còn nếu như mà thị trường quay đầu trước lễ thì cái xác suất thị trường nó quay về lại dưới 1150 á là hoàn toàn có thể xảy ra. Tại vì sao? Tại vì trước lễ cái vùng cổ mây, cái vùng eo mây mỏng ở đây là vẫn còn hiện diện. Còn sau lễ là nó sẽ đi qua được cái vùng eo mây này và nó sẽ đi qua được cái vùng mây dày ở đây. Cho nên nếu mà chỉnh sau lễ thì thị trường nó sẽ đáp ngay cái vùng mây dày đây và sẽ tiếp tục bám mây đi lên và hướng lên lại cái vùng đỉnh cũ ở trên này. Đó chính là 1140. Ok ha nè. Đó. Cho nên em nghĩ kể cả là sau cái phiên giao dịch hôm nay nha, sau cái phiên giao dịch hôm nay thì cái xác suất để thị trường chúng ta quay về và thủng 1150 nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. Có nghĩa là cái cơ hội để thị trường nó giảm về dưới 1150 bây giờ nó chỉ còn tầm khoảng 30 cho tới 40% thôi. Cái xác suất thị trường nó sẽ tạo một cái đáy hai cao hơn cái đáy một, nó sẽ cao hơn rất là nhiều, tầm khoảng loanh quanh từ 60 cho tới 70%. Nghĩa là nhịp sau mà nó test về thì nó sẽ chạm mây, có thể là sẽ chạm mây đây thôi, rồi nó sẽ bám mây và nó đi lên. Và cái em chờ là em chờ ở nhịp này hoặc em chờ nó cân bằng ở trên này thì em sẽ mua ở trên này để có thể đánh là một cái nhịp ở trên này. Anh chị đừng có quá lo lắng về cái vấn đề rằng là mình sẽ lỡ sóng hay là mình không có bắt kịp tàu hay là mình không lên kịp tàu, anh chị đừng có lo lắng về cái vấn đề đó. Đầu tiên anh chị phải cởi bỏ ra được cái tư tưởng, cái tâm lý của mình rằng là mình bắt buộc phải mua ngay đáy, mình bắt buộc phải mua được giá thấp. Anh chị không cần phải lúc nào cũng phải có một cái tư tưởng như vậy, tại vì cái tư tưởng như vậy sẽ làm cho anh chị khi mà thị trường nó tăng lên á,
anh chị sẽ không dám mua. Ví dụ như những cái mã cổ phiếu như đất xanh á, anh chị nhìn á là anh chị sẽ không dám mua, kể cả những cái nhịp sau mà nó test lại á, anh chị sẽ không dám mua. Đặc biệt là những anh chị mà có cái tâm lý rằng là mình phải mua được đáy, mình phải mua được giá thấp, thì anh chị sẽ không bao giờ mua được những cái mã cổ phiếu leader. Tại vì những cái mã cổ phiếu leader á, là những cái mã cổ phiếu nó rất là khỏe, nó sẽ tăng trước khi thị trường cân bằng luôn, nó sẽ tăng trước khi thị trường gọi là kết thúc một cái nhịp điều chỉnh. Hiện tại thị trường chúng ta chưa kết thúc một cái nhịp điều chỉnh, nhưng cổ phiếu đất xanh đã vượt đỉnh và xác nhận nó sẽ là leader cho cái nhóm cổ phiếu bất động sản. Thì những anh chị nào mà có bị một cái tâm lý là mình bắt buộc mình phải mua được giá thấp, mình phải bắt đáy thì mới được, thì anh chị sẽ không bao giờ cầm được những cái mã cổ phiếu leader, tại vì cổ phiếu leader nó rất là khỏe và dường như nhìn vô nó sẽ rất là vô lý. Thì khi mà anh chị bị vướng một cái tâm lý đó, anh chị sẽ không dám mua những cái mã cổ phiếu như thế này. Ví dụ như kể cả như SSI nó cũng sẽ tương tự như vậy. Ok ha nè. Đó, thì đó là cái tâm lý, mọi người phải cởi bỏ cái tâm lý đó đi. Thì khi mà những cái mã cổ phiếu khỏe, ví dụ như đất xanh hay là SSI hay là FRT hay là DG World hay là những cái mã cổ phiếu khỏe khác như Đức Giang, thì những cái mã cổ phiếu này mà nó test lại thì anh chị mới dám mua. Còn không là anh chị sẽ không dám mua. Đó. Thì có thêm một cái hướng giải quyết nữa dành cho những anh chị em nào bị vướng cái tâm lý đó và không dám mua những cái mã cổ phiếu leader, thì anh chị có thể chọn những cái mã cổ phiếu follow theo sau. Ví dụ như nhóm chứng khoán bây giờ SSI nó sẽ là leader cho nhịp sau, hay thậm chí RS nó sẽ là leader cho nhịp sau. Đúng không nè? Mà anh chị thấy những cái mã cổ phiếu này cao quá anh chị không dám mua thì anh chị cứ lựa những cái mã cổ phiếu phía dưới. Ví dụ như VCI. Ví dụ như là FTS, ví dụ như là HCM, ví dụ như là VDS. Đó thì anh chị lựa những cái mã cổ phiếu này để anh chị mua. À, và tận dụng những cái nhịp rung lắc ở trong phiên á, để mình mua nhanh đi, tại vì SSI vượt đỉnh, ORS vượt đỉnh, hay là nhóm bất động sản có đất xanh vượt đỉnh, sắp tới có thể là DIG hay Phát Đạt gì đó vân vân vượt đỉnh, thì nó sẽ kéo theo những cái mã cổ phiếu ở phía sau cũng sẽ vượt đỉnh. Cho nên chúng ta có thể lựa chọn những cái mã cổ phiếu đi theo sau cổ phiếu leader trong cùng một cái nhóm ngành, tại vì khi mà có hai ba cổ phiếu mà nó vượt đỉnh như vậy rồi á, thì những cái mã cổ phiếu đi sau á, nó cũng sẽ vượt đỉnh. Ví dụ như VDS sau này nó cũng sẽ vượt đỉnh, FTS sau này nó cũng sẽ vượt đỉnh, HCM sau này nó cũng sẽ vượt đỉnh, SHS sau này nó cũng sẽ vượt đỉnh. Thì anh chị có thể chọn những cái mã cổ phiếu như thế này để mình có thể mua trong những cái nhịp rung lắc của thị trường. Ok ha nhỉ? Và cái hướng mua ở thời điểm hiện tại, đối với những anh chị nào đang full tiền á, anh chị cứ kiếm một cái mã chứng khoán, anh chị nhồi vô 20-30% tiền anh chị để trong đó. Đó, ok ha nhỉ? Đó. Thì cái kịch bản thị trường hồi nãy em đã nói rất là rõ rồi. Thì bây giờ em nói về tới cổ phiếu. Chúng ta nên chú ý tới những cái mã cổ phiếu nào. Nếu như ngày mai mua được thì chúng ta sẽ mua những cái mã cổ phiếu nào. Đầu tiên chắc chắn là em sẽ chọn nhóm chứng khoán, sau đó sẽ là bất động sản nhanh đi, và sau đó sẽ là bán lẻ và thủy sản. Đó là sẽ là bốn nhóm mà em sẽ tập trung trong giai đoạn này. Còn đối với những cái nhóm như cổ phiếu thép thì em sẽ chờ nó cân bằng trở lại, tại vì nhóm thép là cái nhóm phục hồi sau cùng, cho nên nó sẽ cân bằng sau cùng. Cho nên những cái nhóm nào cân bằng sau cùng á, thì chúng ta sẽ mua sau. Nhóm nào cân bằng trước, nó khỏe trước thì chúng ta mua trước. Ok ha anh chị? Đó, rồi ví dụ như đầu tư công vẫn đang rất là yếu, thậm chí còn đi ngang ở quanh cái vùng đáy, chưa tạo đáy luôn anh chị, chưa xác nhận tạo đáy một luôn. Đó, rồi FCN này vẫn rất là yếu, KSV này vẫn rất là yếu, thì những cái mặt cổ phiếu này á, khi nào mà tạo đáy xong á, tạo hai đáy xong nó bật lên lại trên cái vùng cân bằng trên này, em mua nó cũng không có trễ. Nhanh đi, em không có cần thiết em phải mua ngay đáy. Em mua trên này cũng được. Đó, nhưng mà đánh đổi là em sẽ được cái sự an toàn, và khi mà em mua vào á, là nó sẽ chạy luôn và nó sẽ vào sóng luôn. Cái đó là cái thứ em cần, chứ em không có cần phải thiết mua ở đây. Mua ở đây nó sẽ bị một cái rủi ro rằng là chúng ta có thể dính thêm một cái nhịp điều chỉnh nữa, mà cái nhịp điều chỉnh ngay sau này chúng ta không biết là liệu nó có phá đáy hay không, hay là nó sẽ tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đó là cái rủi ro của cái việc bắt đáy hay là chúng ta mua sớm. À, thì anh chị chấp nhận cái rủi ro đó thì anh chị mua, còn không chấp nhận được thì cứ đợi nó cân bằng, nó đi lên trên này rồi chúng ta sẽ mua sau. Ok anh chị, nó đi lên trên này rồi chúng ta sẽ mua sau. Đó, không có vấn đề gì hết. Ừ. Rồi chúng ta quay lại cái câu chuyện cổ phiếu leader và những cái mã cổ phiếu đi sau cổ phiếu leader. Thì những anh chị nào mà không cầm được những cái mã cổ phiếu leader, tại vì do thấy nó quá cao không dám mua, thì chúng ta cứ mua những cái mã cổ phiếu đi sau leader, ví dụ như VCI, đúng không nhỉ? VCI mà những cái nhịp rung lắc sắp tới rung lắc tầm khoảng 2-3% thôi là chúng ta đã có thể nhặt được những cái mã cổ phiếu như VCI rồi, không cần phải đợi giá sàn, không cần phải đợi giảm 5-6%, rung lắc tầm khoảng 2-3% thôi. Tại vì sao? Tại vì đây là cái nhóm ngành khỏe. Cả cái nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành khỏe. Tại sao? Tại sao nó là nhóm ngành khỏe anh chị? Tại vì trong suốt giai đoạn từ đầu tháng 7
thị trường tăng dựng đứng, nhóm bất động sản tăng rất là tốt, thì nhóm cổ phiếu chứng khoán là cái nhóm đi ngang tích lũy. Thì khi mà thị trường xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh, nhóm chứng khoán cũng xuất hiện một cái nhịp rũ, thì sau cái nhịp rũ này nó hồi lên lại rất là tốt và nó lấy lại được cái nền tích lũy trước đó của nó, thì đây là cái cổ phiếu khỏe, hay chúng ta còn gọi đây là cái nhóm ngành khỏe. Thì thông thường trong một cái nhóm ngành khỏe, nếu như thị trường có những cái nhịp rung lắc, có những cái nhịp điều chỉnh tiếp theo sau đó, thì những cái nhóm ngành khỏe sẽ không chỉnh nhiều nữa nha, tại vì nó đã chỉnh xong trước đó rồi, cho nên cái nhịp sau nếu có rung lắc thì nó chỉ rung lắc vài phần trăm rồi hết, thì chúng ta sẽ tận dụng cái nhịp rung lắc đó để chúng ta mua vào và kỳ vọng một cái nhịp vượt đỉnh sau đó. Tại sao chúng ta lại kỳ vọng vượt đỉnh? Tại vì trong cái nhóm cổ phiếu này, trong cái nhóm chứng khoán này đã có hai ba cổ phiếu vượt đỉnh, đó chính là SSI, đó chính là ORS, đó chính là VND. Thì những cái mã cổ phiếu này đã vượt đỉnh, cho nên chúng ta có thể kỳ vọng những cái mã cổ phiếu ngay sau đó, nó có thể sau đó nó sẽ, những cái mã cổ phiếu như VCI, HCM, VDS nó cũng sẽ vượt đỉnh trong những cái nhịp tiếp theo. Đó là cái lý do tại sao em gọi là anh chị có thể chọn những cái mã cổ phiếu ở phía sau, không cần thiết phải chọn những cái mã cổ phiếu leader nha anh chị. Còn những anh chị nào đã ôm được những cái mã cổ phiếu leader, cứ tiếp tục ôm canh những cái nhịp rung lắc để chúng ta mua gia tăng thêm, ok ha nhỉ. Nhưng nhớ là chia cái tỷ trọng vốn ra, đi vốn thật là cẩn thận giúp em, tại vì thị trường vẫn còn rủi ro bám mây đi xuống, chui về lại cái vùng 1170, 1171. Cái rủi ro thị trường điều chỉnh thêm một cái nhịp nữa, test đáy thêm một cái nhịp nữa là vẫn còn. Cái phiên ngày mai sẽ là một cái phiên rất là quan trọng, anh chị lưu ý giúp em về cái vấn đề này. Ngày hôm nay thị trường có thể tăng, ngày mai hoàn toàn thị trường nó có thể nó đảo chiều ngược lại, thủng 1196, đóng nến dưới 1196 là bình thường. Thị trường ngày mai nó chỉ cần đóng nến dưới 1196 là anh chị xác định luôn giúp em, nó sẽ quay về 1170, 1171. Cho nên cái việc đi vốn nó sẽ rất là quan trọng, và cái việc quan sát thật là kỹ thị trường nó cũng sẽ rất là quan trọng. Đối với những anh chị nào mua mới á, thì anh chị chỉ nên mua trước 20-30% hàng để thăm dò, đợi cái phần hàng đó về thì chúng ta sẽ mua gia tăng thêm, hoặc là khi nào có tín hiệu mua gia tăng thêm thì chúng ta sẽ mua gia tăng thêm. Còn ở giai đoạn hiện tại, anh chị nào đã đang cầm hàng rồi á thì cứ tiếp tục nắm giữ và gồng lãi. Nói chung là cứ tiếp tục nắm giữ và gồng nhanh thì cứ tiếp tục nắm giữ và gồng đối với cái phần hàng đang có. Chưa có tín hiệu mua gia tăng thêm thì chúng ta cứ ngồi im thôi, không cần phải quá hấp tấp, không cần phải quá vội vàng. Trong giai đoạn này em nghĩ là trong tài khoản của anh chị nên có ít nhất nhanh đi, ít nhất là 30% tiền, và ở một cái mức tỷ lệ an toàn thì nên có 50% tiền ở trong tài khoản của mình để chuẩn bị cho những cái nhịp rung lắc sắp tới nếu có. Hoặc nếu như không có thì chúng ta sẽ đợi thị trường nó cân bằng ở trên này thì chúng ta sẽ mua trên này, và thị trường nó sẽ bám mây lỡ lên test lại cái vùng đỉnh cũ ở trên này. Ok anh chị, làm gì làm tài khoản cũng nên có sức mua. Có sức mua để phòng hờ cho cái kịch bản xấu nhất. Qua cái đợt cú nảy con mèo chết này, anh chị nên rút ra được một cái bài học là cái việc quản trị rủi ro, quản trị dòng vốn là cái điều quan trọng nhất ở trên thị trường tài chính. Nếu chúng ta quản trị rủi ro không tốt, quản trị dòng vốn không tốt thì chúng ta có thể là mất vốn, mà mất vốn là có cơ hội tốt cỡ nào anh chị cũng sẽ không kiếm được tiền, còn vốn là còn kiếm được tiền. Ok ha anh chị, em sẽ lấy lại một cái phiên trong quá khứ cho anh chị xem. Chắc phiên nào mọi người cũng sẽ biết. Ví dụ như những cái phiên giao dịch như thế này, thị trường nó cũng rơi với một cái thanh khoản rất là lớn, sau đó có một cái nhịp hồi đủ T cộng thì sau đó thị trường lại tiếp tục rơi, và chúng ta nếu mà chúng ta nhìn cái nhịp rơi sau này nè, anh chị cũng thấy nè, rơi nè đúng không, sau đó hồi lên nè, cũng tích lũy nè, xong rồi lên nè, nó cũng sẽ có một cái nhịp rũ lại rồi nó mới lên tiếp, thì thị trường chúng ta ở giai đoạn hiện tại nó cũng sẽ y chang như vậy thôi, đó y chang như vậy thôi nhỉ. Em chưa thấy nó bao giờ nó lên dựng đứng kiểu này cả, tại vì nó không có đủ cầu. Thị trường càng lên cao cái áp lực cung nó càng lớn. Anh chị có thể em sẽ show cho anh chị xem cái lượng hàng của thị trường ở giai đoạn hiện tại nó sẽ lớn như thế nào. Đây là cái chẹt nha anh chị. Đây thì anh chị có thể thấy đây là cái thanh ngang bên này nè, anh chị nhìn cái những cái cột thanh khoản ngang ngang bên này nè. Thị trường chúng ta hiện tại đang trong một cái vùng dao động biến động thanh khoản rất là lớn, những cái cột thanh khoản nằm ngang ở đây rất là lớn, nghĩa là cái vùng hàng ở trên này nó cực kỳ lớn luôn. Nhưng mà anh chị thấy cái lực cầu của ngày hôm nay nó như thế nào, cái lực cầu ngày hôm nay, cái dòng tiền tham gia vào thị trường ngày hôm nay nó không lớn. Vậy thì đối với cái lực cầu của cái phiên giao dịch ngày hôm nay, chúng ta có thể suy ra được những cái phiên giao dịch sau đó. Nếu như thị trường càng lên cao, cái áp lực cung càng lớn, thì đối với cái lực cầu như cái phiên giao dịch ngày hôm nay chắc chắn sẽ không đủ hấp thụ cái lực cung xả ra ở phía trên. Anh chị có thể thấy nè, cái thanh khoản ở phía trên rất là lớn nha, cái lượng hàng kẹp ở trên rất là lớn. Cho nên thị trường nó chỉ cần nó lên 1205, 1213, 1210 là cái lượng hàng ở trên nó sẽ xả ra rất là lớn, và chắc chắn với mọi người một điều rằng là cái lực cầu ở thời điểm hiện tại sẽ không có trụ nổi và sẽ không có hấp thụ nổi cái lực cung này, và chắc chắn là thị trường nó sẽ có một cái nhịp test lại một lần nữa, và chúng ta sẽ tận dụng cái nhịp test lại, tận dụng cái nhịp rung lắc đó để chúng ta vào hàng nha nhỉ. Đó, nó có thể nó sẽ đi lên như vậy đúng không, nó có thể nó sẽ đi lên như vậy, giảm sâu nè, đi lên như vậy hồi đủ T cộng luôn, hồi đủ T cộng luôn nha nhỉ. Tại vì cái đợt em khuyến nghị mọi người bắt đáy là ngày 22 tháng 8, cái hàng T cộng về là em khuyến nghị mọi người chốt lãi 50%. Cái này em có show với mọi người rồi đúng không,
là khuyến nghị mọi người chốt lại cái phần hàng T cộng về là 50% và giữ lại cái phần một phần, tại vì chúng ta bắt trúng đáy mà, bắt trúng đáy một mà, cho nên cái phần còn lại chúng ta sẽ giữ đó. Thì nó hồi lên đủ T cộng thì hoàn toàn có khả năng nó sẽ trả điểm lại một nhịp, giống như là một cái nhịp test lại, một cái nhịp test lại rồi sau đó mới chính thức tạo đáy bám mây đi lên. Thì chúng ta mấu chốt là chúng ta chờ cái nhịp này. Cái điểm quan trọng là chúng ta chờ cái nhịp đó, và cái nhịp đó có thể xảy ra vào ngày mai, có thể xảy ra vào ngày mai. Còn nếu như ngày mai không có cái nhịp đó mà thị trường nó lại cân bằng tích lũy trên đây thì chúng ta có thể vào hàng để đánh một cái nhịp T cộng và chiều ngày thứ năm hàng về là khả năng sẽ không có lỗ nhanh gì. Thì hồi nãy là kịch bản thị trường em nói rồi đúng không? Ok ha. Rồi thì những cái mã cổ phiếu mà trong giai đoạn này em quan tâm, hồi nãy em có nói là chứng khoán với bất động sản rồi đúng không, và cái cách mua nó như thế nào rồi đúng không? Cái cách đi vốn em nghĩ là anh chị có thể chia ra từ 3 cho tới 4 phần. Nếu 3 phần thì sẽ đi theo cái hướng là 30 30 40, 4 phần sẽ đi theo cái hướng là 25 25 25 25 4 lần như vậy. Ok ha anh chị. Rồi sau cái nhóm cổ phiếu chứng khoán, sau cái nhóm cổ phiếu bất động sản thì cái nhóm em quan tâm tiếp theo đó chính là cái nhóm bán lẻ. Thì trong cái nhóm bán lẻ nó sẽ có hai cái mã cổ phiếu mạnh nhất và có khả năng leader cho cái nhóm bán lẻ, đó chính là FRT và DG World. Đây là hai cái mã cổ phiếu rất là khỏe thuộc nhóm bán lẻ. Tại sao nó khỏe? Nó cũng giống như nhóm chứng khoán thôi. Trong suốt giai đoạn vừa rồi, từ đầu tháng 7 thị trường tăng rất là tốt nhưng mà nó đi ngang. Và đợt vừa rồi thị trường chỉnh nó cũng có rũ một cái. Sau cái cú rũ này thì nó bật lại rất là nhanh, nó chui lại được ở phía trên biên trên luôn, nó test lại được đỉnh cũ luôn. Thì những cái mã cổ phiếu như DG World với cái thanh khoản như ngày hôm nay và với cái nến như ngày hôm nay của DG World thì em nghĩ là DG World nó sẽ chưa vượt đỉnh liền được đâu. Nó sẽ có những cái nhịp test lại này. Nó sẽ có những cái nhịp test lại, có thể là rất là nhẹ nhàng thôi, có thể test lại tầm 55, 55.5 hay là 56 gì đó cũng được, test lại một cái cách nhẹ nhàng, test lại tầm khoảng trong một cái biên độ tầm khoảng từ 2 cho tới 3%, thì chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp test lại, những cái gì rung lắc đó để chúng ta mua, và chúng ta sẽ đánh lên những cái vùng target cao hơn. Đó, đối với DG World thì em nghĩ là cái target của DG World hoàn toàn có khả năng sẽ lên được cái vùng 69-70, 69-70 cho cái nhịp tiếp theo. Tại vì nhóm bán lẻ vẫn sẽ một cái nhóm mang rất là nhiều kỳ vọng từ đây cho tới cuối năm, thậm chí là cho tới quý 1 năm sau khi mà nhu cầu đang bắt đầu phục hồi dần dần trở lại. Và chúng ta cũng có thể thấy là cái mùa lễ hội nó đang tới rồi, cho nên là cái nhóm bán lẻ nó cũng sẽ có những cái sự phục hồi. Bên cạnh đó là iPhone 15 tháng 9 này nó cũng ra rồi, cho nên là tận dụng những cái nhịp test lại đó để chúng ta có thể là mua những cái mã cổ phiếu bán lẻ, ví dụ như FRT hay DG World. FRT thì nó y chang. FRT nó y chang luôn. Với cái cây vol như ngày hôm nay và với cây nến như ngày hôm nay thì FRT nó sẽ có những cái nhịp test lại từ 1 cho tới 2%, thì anh chị có thể canh những cái nhịp test đó để chúng ta vào hàng lại. Đợt vừa rồi thì em có khuyến nghị mọi người bắt trúng đáy FRT quanh cái vùng là từ 68 cho tới 70, đúng không, 68 cho tới 70, thì em khuyến nghị mọi người chốt lời quanh cái vùng là 75.x cho tới 76. Có thể là hơi non một chút xíu nhưng mà đợt này em sẽ canh nó test lại để em mua nha, nhịp canh test lại để mua. Thì đối với FRT thì hoàn toàn FRT nó có thể lên được quanh cái vùng là 90, quanh cái vùng là 90. Cho nên là FRT mà test lại thì nó sẽ là một cái cơ hội rất là tốt để cho chúng ta có thể là mua vào đối với cổ phiếu FRT. Ok ha nhỉ. Rồi nhóm bán lẻ thì có những cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như là MWG hay là BED, thì đây là thuộc dạng gọi là cổ phiếu loại yếu ở trong nhóm. Nhưng mà đối với MWG thì em nghĩ là anh chị nếu mà mua MWG thì anh chị nên đánh dài hàng một chút xíu. Chúng ta sẽ kỳ vọng về cái tiềm năng tăng trưởng của MWG trong 1-2 năm tới, khi mà MWG đang có những cái kế hoạch rất là hay đánh chiếm những cái vùng sao nhỉ, mở rộng hoạt động cho Bách Hóa Xanh ở những cái vùng ví dụ như là hay là điện máy, nói chung là mở rộng phạm vi hoạt động ra những cái nước khác ví dụ như là Indo. Thì những cái câu chuyện này nếu như mà anh chị có tìm hiểu về MWG là chắc chắn anh chị sẽ biết rồi. Hay là chúng ta có thể kỳ vọng về cái câu chuyện của Bách Hóa Xanh đối với MWG, khi mà Bách Hóa Xanh gần như là bây giờ hiện tại là đang gần chạm tới cái ngưỡng hòa vốn rồi. Thì Bách Hóa Xanh mà chỉ cần chạm tới cái ngưỡng hòa vốn thôi và vài quý sau đó bán lẻ phục hồi thì Bách Hóa Xanh sẽ chính thức có lãi trở lại nha anh chị, và cái kế hoạch hoạt động của Bách Hóa Xanh có thể sẽ lan tỏa ra tới những cái vùng khác nữa. Cho nên là đó là cái kỳ vọng ở Thế Giới Di Động. Em nghĩ là Thế Giới Di Động nó sẽ rất là ngon về cái mặt dài hạn. Đây coi là đây MWG sẽ là một cái mã cổ phiếu em nghĩ là nó sẽ tăng cực kỳ kinh khủng nha anh chị, cực kỳ kinh khủng luôn nha. Nếu như anh chị chịu đắm dài hạn thì anh chị chắc chắn với mọi người là anh chị sẽ có ăn với MWG, chắc chắn với mọi người luôn. Nhưng mà anh chị phải nắm dài hạn nha. Với những cái kỳ vọng mà em nói sơ sơ qua với mọi người đó, em không thể nào em nói hết được. Nhưng mà chắc chắn như anh chị nào có tìm hiểu về Thế Giới Di Động chắc chắn anh chị sẽ biết về những cái vấn đề mà em nói. Ok ha anh chị, cho nên anh chị mà nắm dài hạn với MWG anh chị sẽ không bao giờ sợ lỗ đối với cổ phiếu này. Mặc dù bây giờ trong ngắn hạn về đồ thị kỹ thuật nó có thể hơi xấu nhưng mà tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của nó sẽ còn lớn hơn cả FRT rất là nhiều. Rồi BED. BED thì nó cũng là một cái mã cổ phiếu cũng tương đối yếu, nó giống như MWG. Nhưng mà ngày hôm nay mà BED đã đóng nến trên được cái nền trên này thì chúng ta cùng xem là cái phiên ngày mai coi là BED nó sẽ phản ứng như thế nào. Thông thường thì mới vượt nền lên thì cần phải tầm khoảng từ 2 đến 3 phiên tích lũy ở trên nền. Thì sau đó là có thể là nó sẽ bứt lên, thì lúc đó sẽ tạo ra cho chúng ta điểm mua. Thay vì nhưng mà em thấy là thay vì chúng ta mua BED như vậy
nó hơi khổ. Thì thôi chúng ta cứ chờ FRT hoặc DG World nó test lại chúng ta mua, nếu như anh chị thích những cái mã cổ phiếu nó thuộc dạng là leader. À, còn anh chị nào thích mà thích những cái mã cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng, đầu tư dài hạn một chút xíu, nắm giữ lâu lâu một chút xíu, dồn một cái lượng tiền lớn vô để nắm giữ, thì em nghĩ anh chị nên chọn MWG, nó sẽ là một cái lựa chọn rất là hay nha này. Còn Masan nó còn yếu dữ nữa, Masan là nó còn yếu dữ nữa. Masan để mà bây giờ nó khỏe nó phải vượt lên 83, 82.9, nó phải nằm ở trên này nó tích lũy một thời gian thì sau đó thì Masan nó mới khỏe nha nhỉ. Masan thì kể cả Masan là cái câu chuyện của Masan nó cũng sẽ không có tốt bằng MWG đâu, cho nên em nghĩ rằng là giữa hai cái mã cổ phiếu nằm trong nhóm VIN30 là MWG hay là Masan thì em nghĩ MWG nó sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Ok ha nhỉ. Đó rồi qua nhóm tiếp theo là nhóm thủy sản. Tại sao em lại chọn nhóm thủy sản? Nhóm thủy sản là cái nhóm nó rất là hay, kể cả là cái nhóm dệt may cũng tương tự như vậy, nhưng mà chắc chắn là phải tùy cổ phiếu. Thì chúng ta sẽ chọn những cái mã cổ phiếu xuất khẩu, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu mà nó ít nhập á nhỉ, ít nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, và đặc biệt là phải xuất khẩu qua thị trường Mỹ nó nhiều. Xuất khẩu qua thị trường Mỹ nó nhiều. Thì nói tới đây thì cái luận điểm của em nó sẽ rơi vào cái việc gọi là phụ thuộc vô cái đồng đô. Thì khi mà đô đồng nó tăng như vậy, tỷ giá đô đồng nó tăng như vậy thì chắc chắn là những cái doanh nghiệp xuất khẩu nó sẽ được hưởng lợi. Nhưng tất nhiên là phải tùy doanh nghiệp. Ví dụ như thủy sản thì chúng ta sẽ có Vĩnh Hoàng. Tại vì Vĩnh Hoàng nó xuất sang Mỹ rất nhiều, 70-80% thị phần là của Vĩnh Hoàng là ở bên Mỹ hết. Và trong giai đoạn sắp tới, từ đây cho tới cuối năm, thậm chí là qua tới năm sau, chắc chắn với mọi người một điều rằng là xuất khẩu nó sẽ phục hồi. Xuất khẩu một chắc chắn với mọi người luôn là nó sẽ phục hồi. Tại vì năm ngoái hoặc là đầu năm nay xuất khẩu nó đã nát rồi. Đúng không nhỉ? Xuất khẩu nó đã nát, nó đã nói thẳng với mọi người luôn là nó đáy rồi. Xuất khẩu nó đáy rồi. Cho nên là từ giờ cho tới cuối năm hay là cho tới năm sau thì xuất khẩu nó chỉ có một chữ duy nhất thôi là nó phục hồi. Cho nên đó là cái luận điểm mà em sẽ hướng tới tại sao em lại đánh VHC. Một phần là do cái tỷ giá đô đồng tăng, một phần là do VHC nó chiếm thị phần bên Mỹ rất nhiều, và một phần quan trọng nhất đó chính là nhóm xuất khẩu nó đáy rồi nè, đáy xuất khẩu rồi. Cho nên em nghĩ là chờ lựa chọn một cái mã cổ phiếu thuộc nhóm xuất khẩu, ví dụ như VHC là một cái lựa chọn rất là tối ưu. Thì đợt này đánh xuất khẩu mà thủy sản nói chung á, thì em sẽ chọn đánh một mình VHC thôi, không lan man những cái mã cổ phiếu khác nữa, đánh đúng VHC thôi. Thì đối với những cái mã cổ phiếu như VHC á, thì ngày mai anh chị có thể mua luôn, ngày mai anh chị có thể mua thăm dò luôn. Nếu như mà ngày mai nó chỉnh được 1-2% gì đó thì quá tốt, có giá đỏ thì quá tốt. Nhưng mà nếu như ngày mai lăn quanh tham chiếu bản chất vẫn mua được, thăm dò vô 20-30%, và chúng ta sẽ chịu khó nắm một chút xíu. Tại vì thị trường chúng ta vẫn chưa kết thúc điều chỉnh, cho nên nếu mà chúng ta mua sớm như vậy thì hoàn toàn có khả năng sẽ trả một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn nữa. Nhưng đối với những cái mã cổ phiếu như Vĩnh Hoàng á, em nghĩ là nhịp sau nó chỉnh nó sẽ chỉnh không nhiều, tại vì nhịp rồi nó chỉnh xong rồi, nó chỉnh xong và nó chui lại được cái nền rồi, thì nhịp sau nếu mà nó có chỉnh nó sẽ chỉnh không nhiều, và cái nhịp chỉnh trong cái nhịp lần sau chúng ta sẽ canh, chúng ta mua gia tăng thêm. Nhịp này thì thủy sản đánh đúng Vĩnh Hoàng thôi, nhịp này em chỉ tập trung đánh đúng Vĩnh Hoàng, thì mọi người có thể follow thêm mã này. Khả năng ăn là rất cao, nên ăn là rất cao, tại vì em dựa theo phân tích kỹ thuật và dựa theo những cái góc nhìn của em về cơ sở vĩ mô nữa, cho nên cái xác suất ăn của Vĩnh Hoàng nó sẽ rất là cao. Và cái nhịp này nếu mà ăn thì ít nhất nó phải lên được 84, xa hơn là nó phải lên được 90 đối với cổ phiếu Vĩnh Hoàng. Nghĩa là nếu mà lên thì nó phải lên được ít nhất 15%, còn lên nhiều hơn nữa thì nó phải lên được tầm khoảng 20% đối với cổ phiếu Vĩnh Hoàng. Thì đối với một cái mã cổ phiếu mà vốn hóa lớn như thế này, giá trị nó cao như thế này mà ăn được 15 cho tới 20% là em thấy nó quá ngon. Ok ha nè. Và cái tỷ lệ margin của Vĩnh Hoàng nó cũng sẽ cao hơn những cái mã cổ phiếu như ANV hay IDI nữa, cho nên em nghĩ nó cũng sẽ ngon hơn rất là nhiều. Cho nên đợt này mình sẽ tập trung những cái mã cổ phiếu như Vĩnh Hoàng. Ok ha nè. Rồi qua tới dệt may thì một cái mã dệt may đó chính là May Sông Hồng. May Sông Hồng FTS nó sẽ là cặp đôi, nó sẽ là bộ đôi từ đây cho tới cuối năm mà em đang nghiên cứu. Tại vì May Sông Hồng nó xuất sang Mỹ rất nhiều nha nhỉ, nó xuất sang Mỹ rất nhiều. Nhưng có một cái vấn đề đó chính là nó dệt may nó phải nhập nguyên liệu đầu vào. Thì cái việc mà tỷ giá đô đồng nó tăng như vậy thì cái việc mà nhập khẩu nguyên liệu đầu vào vô nó cũng sẽ là một cái bất lợi. Thì em đang nghiên cứu về cái vấn đề này để xem là cái biên lợi nhuận, cái biên lợi nhuận của May Sông Hồng nó như thế nào. Thì cái vấn đề này em đang nghiên cứu. Nhưng mà trước mắt nó cũng giống như Vĩnh Hoàng, nó xuất khẩu sang Mỹ rất nhiều và tỷ giá đô đồng tăng. Mùa cuối năm xuất khẩu đang là đáy, dệt may cũng là đáy, cho nên May Sông Hồng sẽ là một cái lựa chọn đối với em rất là tốt trong cái nhóm ngành dệt may. Nhưng mà mã này có một cái điểm yếu thôi, đó chính là thanh khoản nó hơi thấp. Thì để mà muốn đánh nếu May Sông Hồng thì chúng ta phải túc tắc chúng ta gom dần. Thì anh chị có thể là follow theo cái luận điểm này. Cái luận điểm này thì em vẫn đang gọi là May Sông Hồng thì em vẫn đang nghiên cứu, thì có gì em sẽ cập nhật với mọi người sau. Nhưng mà về Vĩnh Hoàng thì em khá là sure rồi. Vĩnh Hoàng là khá là xua, khá là chắc chắn kèo, khá là chắc kèo rồi anh chị, khá là chắc kèo đó với Vĩnh Hoàng rồi. Cho nên Vĩnh Hoàng thì anh chị hoàn toàn có thể là follow em với mã cổ phiếu đó. Ngày mai vô liền Vĩnh Hoàng 20-30% được luôn. Ok ha anh chị, có giá đỏ hoặc tham chiếu thì rất là ok. Đó. Thì đó là hai cái nhóm bán lẻ và thủy sản hay là xuất khẩu nói chung. Thì cái vấn đề nó sẽ nằm mấu chốt ở chỗ đó, là hai cái nhóm đó hay là hai cái nhóm em sẽ chuyển hướng quan tâm rất là nhiều từ nay cho tới cuối năm, chứ sẽ không còn là thép hay đầu tư công, bốn cái mũi nhọn tấn công cũ là bất động sản, chứng khoán, thép, đầu tư công nữa, mà em sẽ chuyển sang là bất động sản, chứng khoán, bán lẻ và thủy sản. Còn ngay sau đó
thép đầu tư công nó có những cái nhịp cân bằng, nó có những cái nhịp quay trở lại, thì lúc đó em sẽ quay trở lại đối với những cái nhóm đó. Đặc biệt nhất là em vẫn sẽ quan tâm tới thép, nhưng mà thép mà bây giờ chúng ta mua là chúng ta sẽ gom cho năm sau, chứ thép từ đây cho tới cuối năm em nghĩ là dư địa nó cũng sẽ không còn quá lớn nữa. Mua nắm giữ cho tới năm sau thì thép nó sẽ vẫn sẽ rất là ngon. Ok ha nhỉ. Còn đầu tư công từ đây tới cuối năm nó vẫn sẽ là một cái câu chuyện rất là tốt, nó vẫn sẽ còn rất là nhiều câu chuyện để kể. Tuy nhiên nhóm đầu tư công hiện tại đang rất là yếu, trừ VCG hoặc là C4G ra thì những cái mã cổ phiếu kia nó rất là yếu, cho nên cái nhóm ngành đầu tư công á, em nghĩ có thể là cái nhịp sắp tới nó có thể nó sẽ là tích lũy đi, tiếp tục tích lũy đi ngang chứ chưa có thể vào sóng được. Nếu vào sóng thì có thể là cái nhịp sau, có thể là một tháng rưỡi nữa thì đầu tư công nó sẽ có một cái con sóng mới. Ok ha nè. Cho nên trước mắt cái bốn mũi nhọn tấn công của em trong nhịp này sẽ là bất động sản, chứng khoán, bán lẻ và thủy sản đó. Thì nếu như mà có điểm mua những cái mã cổ phiếu nào trong nhóm ngành nào có điểm mua thì em sẽ cập nhật ở trên room khách hàng, hoặc là em sẽ liên tục cập nhật ở trên room khách hàng về tình hình thị trường, diễn biến của thị trường trong phiên nó sẽ như thế nào, và thời điểm timing hợp lý để mua, cũng như là khi mà báo những cái mã cổ phiếu mua lên em sẽ báo điểm mua, điểm cắt lỗ, điểm chốt lời cụ thể cho từng anh chị em luôn. Và em nhắc lại một lần nữa, anh chị không cần phải quá vội vàng và hấp tấp trong những cái nhịp như thế này. Chúng ta đã bị một lần vào ngày 18 tháng 8 ngay cú nảy con mèo chết rồi, và cái vấn đề cú nảy con mèo chết đó em đã cảnh báo mọi người từ ngày 8 tháng 8, cảnh báo cho tới gần khi mà thị trường sập em vẫn cảnh báo. Nhưng nhiều anh chị rất là chủ quan và ngủ quên trên chiến thắng, cứ suốt ngày cứ nghĩ là thị trường nó sẽ lên sẽ lên sẽ lên, nhưng mà không, thị trường nó sẽ cần nghỉ ngơi, nó sẽ cần những cái nhịp điều chỉnh, và ở thời điểm hiện tại thị trường vẫn chưa kết thúc cái nhịp điều chỉnh, cho nên anh chị cũng đừng có quá chủ quan. Thị trường mình cân bằng trở lại, xuất hiện một phiên xác nhận kết thúc điều chỉnh, lúc đó anh chị mua cũng không muộn. Em sẽ ngồi đây và đảm bảo với mọi người một điều rằng là 100% anh chị sẽ không bao giờ lỡ sóng nhanh đi. Cho dù rằng là có thể là mình sẽ không bắt được ngay đáy, mình sẽ không bao giờ mua được ngay điểm thấp nhất, nhưng em hứa với mọi người 100% là mình sẽ không bao giờ lỡ sóng. Kiểu gì thì kiểu thị trường nó có tăng lên 4 50 điểm đi chăng nữa, tại vì ngày hôm nay có nhiều anh chị nói là ngày mai thị trường tăng 20 30 điểm nữa là lỡ sóng. Em nói lại ngược lại luôn. Ngày mai thị trường nó tăng 40 50 điểm, chúng ta vẫn sẽ không lỡ sóng. Ok nha anh chị, yên tâm chưa? Đó, cho nên là đi với em luôn có những cái kế hoạch. Cú nãy con mèo chết là một cái ví dụ, kế hoạch em đã bày ra một trước một tuần nha anh chị. Cú nãy con mèo chết là trước một tuần. Sau cái cú nãy con mèo chết đó, ngày 22 tháng 8 chúng ta bắt đáy và chúng ta có lại một cái nhịp T cộng rất là ngon lành luôn. Vào thời điểm hiện tại, nhiều anh chị vẫn còn nắm giữ cái phần hàng vào ngày 22 tháng 8. Quá tuyệt vời, chúc mừng nha anh chị nhà đầu tư đó, còn nắm hàng từ ngày 22 tháng 8, bắt trúng ngay cái đáy một. Thì cái nhịp này, nếu anh chị follow em, tin tưởng em, theo những cái kế hoạch của em, chắc chắn với mọi người một điều rằng là sẽ không bao giờ lỡ sóng cái nhịp này. Đó, mà bù lại nếu như thị trường nó có quay về nó test cái nhịp số 2, anh chị sẽ không bị mất tiền. Cho nên tốt nhất cái việc quản trị rủi ro, quản trị dòng vốn là chúng ta phải luôn follow theo cái kế hoạch đó nha anh chị. Khi mà thị trường an toàn, khi mà thị trường nó quay trở lại cái xu hướng tăng, kiếm tiền rất dễ. Nhưng khi mà thị trường rủi ro, khi mà thị trường còn đang trong một cái quá trình điều chỉnh và chưa xác nhận kết thúc điều chỉnh, mà anh chị lại đi ham hố, anh chị nghĩ là kiếm tiền rất dễ, thì sẽ rất là dễ dính những cái trap, dính những cái nhịp bull trap và sẽ khiến cho chúng ta bị mất tiền, chúng ta bị mất vốn. Từ đó khi mà mất vốn rồi nha nị, là cơ hội có tốt cỡ nào anh chị cũng sẽ không kiếm được lợi nhuận ở trên thị trường này đâu nha anh chị. Cho nên là cứ đi theo em là kế hoạch đã có sẵn sàng hết rồi, bây giờ chỉ cần nó đi theo cái hướng nào là em sẽ khuyến nghị mọi người theo cái hướng đó. Kế hoạch đã bày ra rất là sẵn sàng, nãy giờ em nói rất là kỹ về kịch bản thị trường, về các cái nhóm ngành mà em đang quan tâm, bốn cái mũi nhọn tấn công và lead, cổ phiếu leader, cổ phiếu đi sau leader và cái cách giải ngân nó như thế nào em đã nói rất rõ rồi đúng không anh chị. Cho nên muốn kỹ hơn, sâu hơn, điểm mua cụ thể như thế nào, cập nhật diễn biến thị trường như thế nào, kế hoạch cụ thể như thế nào, thì anh chị nào đang tìm kiếm một người đồng hành, một cái người tư vấn trên thị trường có thể liên hệ với em, về đồng hành cùng với em, về với team của em tính. Em sẽ chăm sóc chu đáo cho mọi người về những cái vấn đề đó, tại vì đó là trách nhiệm của em. Cho nên anh chị về với đội của em, đồng hành cùng với em càng sớm thì cơ hội kiếm tiền nó sẽ đến. Ok ha anh chị. Rồi thì anh chị có thể liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nha, 0866088044. Anh chị có thể mở một cái tài khoản VBS mới, hoặc là nếu đang giao dịch bên VBS rồi thì có thể chuyển ID về em. Em mong rằng là chúng ta sẽ sớm đồng hành và làm việc với nhau trên thị trường chứng khoán, tại vì cơ hội từ đây cho tới cuối năm vẫn sẽ còn, anh chị vẫn có thể kiếm được ít nhất từ 20 cho tới 30% nữa từ đây cho tới cuối năm. Cho nên là hãy nhanh chân về với đội của em tính để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau, cùng nhau tìm kiếm những cái khoản lợi nhuận để chúng ta ăn một cái Tết thật là vui, thật là ấm no. Ok ha nhỉ. Không những là cái sống từ đây cho tới cuối năm mà chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành và làm việc với nhau trong suốt cái chặng đường đầu tư. Trong suốt cái chặng đường đầu tư nó sẽ có rất là nhiều con sóng,
Và mỗi con sóng như vậy anh chị sẽ kiếm được ít nhất là từ 30 cho đến 50%, là chuyện hết sức bình thường nếu như anh chị đồng hành và đi cùng với em Tinh. Ok ha, cho nên là nếu anh chị theo dõi em đã lâu rồi đó, và thấy những cái nhận định em là chính xác và có niềm tin và muốn follow em thì cứ liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nha anh chị. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ em. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành, cũng như hẹn gặp mọi người trong những cái video tiếp theo. Nhớ nghe kỹ về cái phần kịch bản thị trường và cách chọn lọc cổ phiếu, bốn cái mũi nhọn tấn công mà em đã chia sẻ với mọi người, đó cũng là bốn cái nhóm ngành khỏe nhất ở giai đoạn hiện tại nha anh chị. Chúc mọi người buổi tối tốt lành nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye anh chị em.